vào xuân chưa anh sao chim én bay đầy trời, ngày vào xuân xuân sao hoa mai nở vàng nơi đây, ngày vào xuân xuân sao ôi đất trời thay màu áo mới, trên lối quê mỡ hồi hoa vàng, hồi đình làng chiến trống rền vang, ngày vào xuân thanh thang xôn xao gửi nhau lời chào, chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân. Sẽ có người cao chào hỏi cưới, đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ sinh. Em ơi đừng lo dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi yêu em. Yêu em yêu em yêu nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu riêng gì, thương em từ lâu lắm rồi. Thằng cũ tí anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoài đón Tết xuân xa. Vào xuân xuân sao hoa mai nở vàng nơi đây, ngày vào xuân xuân sao ôi đất trời thay màu áo mới, trên lối quê mỡ hồi hoa vàng, hồi đình làng chiến trống rền vang, ngày vào xuân thanh thang xôn xao gửi nhau lời chào, chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cao chào hỏi cưới, đâu có lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ sinh. Em ơi đừng lo dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi yêu em. Yêu em yêu em yêu nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu riêng gì, thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngó lời em đâu dặn. Thằng cũ tí anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoài đón Tết xuân xa. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng cũ tí anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoài đón Tết xuân xa. Đường quê quanh co xanh ngát kéo nhanh tàu mò, cho về làm dâu chứ đâu cần gì để mai giàu to. Ba má anh đã kêu ăn mấy cưới đi tiền tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt vời tụi mình là nhân trên đời. Tìm em khó quá ngập ngừng thành
kêu nhanh tàu mò 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 mò
xinh xắn tươi cười sao lũy tre. Lũ chim trên cành đang chuyền cây líu lo, nếp thơm đông đầy mâm quà trà sen ngát hương. Mỗi mai đi đầu nè ô kìa tân làng đó, đôi má nào hay hay ngân lệ hôm đón dâu. Gái trai trong làng chúc mừng quê hương đó em, rộn ràng đầy rượu mừng trên mâm đầy cao xanh. Bên trái là ông Mai đàn trai cười vui rước dâu, kia kia còn thêm hương xinh xinh là cô dâu. Tân lang ngóng chờ tân hương lén nhìn rước dâu làng tôi, này dòng xi men mẹ tôi rước dâu và cặp bông tai hạnh phúc trọn đời. Ngày nào du quy ngày mai bế con, dòng xi mê mẹ tôi rước dâu và cặp bông tai hạnh phúc trọn đời. Ngày nào du quy ngày mai bế con, một thằng lon to của thắng gia đình. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bói ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mới, ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Yêu là cưới, trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi lánh, chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Sâu có đức tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo anh cắm câu tính toán trong đầu, nhật quyết đón em về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bói ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Giang nhét sắp sân không khí tân hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bới bên. Nhậu sáng đêm rượu năm lít bia năm chục lon, đồng phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lại càng vui. Lo măng ăn không là tiêu, anh em chi cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bói ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, đầy bên em luôn luôn có anh. Thề một câu luôn khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bói ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ,
mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có ngôi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vấn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có ngôi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Dạ, thưa với nữ tộc nữ hôn, họ nhà trai chúng tôi đã đến chương trình để nhập gia. Cho phép chưa? Xin phép được trình qua về phần nghi thức di lễ như sau. Về phần phẩm lễ vật cần có một khay từ đường và một đầu cao kèm với chai rượu lễ. Về phần phẩm vật thì gồm có một con trà, một rượu, một phong nước. Đúng rồi, trà rượu. Bốn mâm đi phải không? Nói vậy cho mau đi, phải không? Vậy lộn lại. Dạ, cái phần phẩm nó dẫn tôi trình xong để nhờ vị trưởng tộc với nữ hôn vui lòng không nhận nó dân lên quốc bà. Yeah.
tại tôi cũng xin làm một cái bây giờ chị cũng xin phép nhận, nhưng mà biết sự tính thì nhà của chị vui lòng bổ sung cho. Trước cái đây để tranh thủ kịp thời gian, chúng tôi xin bắt đầu đưa trình hành lễ. Trước tiên là lễ thượng hương, mời hai bên chú trai chú gái mời đến sự thành phật của chúng ta. Nhịp cầu đưa đôi rồi xong. Dạ, tiếp theo đây là phần cô bác của bên nội và cậu mợ gì giữ bên ngoại. Thì tôi bây giờ tôi đại diện là miễn dạ, chế luôn hết luôn rồi xá hàng xá luôn em. Chưa còn cha mẹ nữa. Xá thằng cha xá cô bác em. Dạ, về phần cô bác bên nội bên ngoại xong. Tới phần anh chị mời anh cho chị luôn rồi xá đi rồi rồi ba xá hai xá nó đẹp ba luôn nhé. Cái thứ hội đồng nước tộc như vậy là phần ý thức bên nhà gái đã xong, bây giờ chúng tôi xin trở lại vị trí nhà trai chúng tôi để trước khi tranh thủ kịp giờ lành. Chúng tôi xin trình với trưởng tộc nữ hôn lễ rước dâu, tiếp theo là lễ thỉnh quý ông bà cô bác của anh chị em thân bằng quyết thuộc nữ hôn đưa tiễn cô dâu về nhà chồng và dùng với gia đình nhà ta có bữa cơm thân mật, và sau cuộc chúng tôi xin trình lễ khiếu. Và tiếp theo đây tôi xin hỏi hội đồng dân tộc cho cháu nó tiến hành lễ để ông cầu luôn hay là chờ ba bữa giờ trước? Cái đó là tùy đàn trai, nếu mà để ba bữa thì để, nhưng mà tôi thấy gì là dở con cầu liền đi phải không? Rồi ngay giờ vô giờ dở luôn hả chú? Ok.
cha đã định em về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Lấy nhau từ thuở tay không, tình nghèo trên sông bồng bềnh gieo neo. Quý nhau là tấm lòng son, gian nan vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Đồng lòng tác cạn biển đông. 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 Em ơi, hai vợ chồng mình nhớ thương nhau suốt đời nghe em. Con nhìn thấy không? Dạ là xong. Vậy là xong. Vậy là xong. Muốn xin phép tài trình là cái gì trước đọc nữa không? Là xin phép trình lễ rất vô. Kế tiếp là lễ thỉnh với ông bà cô bác và cùng đưa tiếp cô dâu về chồng. Dạ xong cùng chúc tôi trình lễ kiếu. Trời ơi, đám cưới nhà ai mà vui. Trời ơi, làm gì chen lớn như vậy? Có gì đâu coi. Trời ơi, ông cũng chen vậy. Trời ơi, xích ra coi. Đám cưới, trời ơi, đám cưới quá trời lớn luôn. Ý mèn đát ơi, cô dâu quá trời dễ thương, mà chú rể cũng đẹp trai. Phải chi tôi được làm chú rể? Chàng vô duyên. Ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa, mà đám cưới này mình có quen không vậy? Ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự. Trước lạ sao quen, chắp trước cái đã. Nghe xôn xao xóm trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, cô thì làm nghiêm, cô thì cười duyên. Ôi xôn ghê có ban nhạc ca rước về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu. Kìa đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa nét son môi cười. Mái tóc bạc phơ và nheo mắt tăm tắt ngời khen. Mày thổ được xem chiếc áo thời trang chen áo cuối ngày xưa. Mà buồn so khi ra diễn tới phiên cái tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đến hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che nó nghiêng bài thơ trong xa như bướm bay vườn hoa thước tha vào nhà. Vui ơi vui, vui quá là vui. Trời ơi vui, vui thiệt là lại vui. Trời ơi, anh Bảy, anh làm gì mà đám cưới tụi nhỏ mà anh rên dữ vậy anh Bảy? Tôi vừa rên nào, tôi thấy tụi nhỏ đám cưới vui quá, tôi định cài rồi đó. Ông mà màng ơi, đám cưới lớn quá, vậy chắc tối nay cô dâu chú rể mệt dữ rồi nè. Anh sao kỳ quá vậy? Tụi nhỏ nó lo nó đãi bàn tiếp đãi khách khứa nó mệt chứ có gì đâu. Tôi sợ mệt rồi đó mỏi. Nghe xôn xao xóm trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, cô thì làm nhịp ý có cô thì cười duyên. Coi xôn ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu. Kìa đôi uyên ương xinh đôi vừa lứa nét son môi cười. Mái tóc bạc phơ cụ già nheo mắt tắt tắt ngời khen. Mới thổ được xem chiếc áo thầu trang chén áo cuối ngày xưa. Tụi
mình, còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đến hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem, áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che, nó nghiêng bài thơ, trong xa như bướm bay vườn qua thước tha vào nhà. Lũ bạn trai tinh nghịch đùa dai, câu bông đùa hồng đôi má nàng dâu. Là đêm đồng sắp năm nay xuống trời, anh năm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thắng đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây, tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đến ngày mùng hai có ai đi nhìn mà em ngờ đâu anh mang trâu cao qua nước châu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to thì có ra muốn thân thì ngay sẽ mặn nồng yêu thương lắm mênh mông vì thì còn chẳng chờ chi nữa. Ngày mình bên nhau như ta tình đôi, anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình. Tình đôi
trình qua những phần như sau. Thứ nhất là lễ thượng hương, thứ hai là trong tấm bánh cầu đường, thứ ba cận kỳ lễ hội, thứ tư là thọ lưỡng bánh tiền dân, thứ năm là ông bà về thanh tiền hai ông nội rồng mãi, thứ sáu là phần cô lắm hỗ trợ nhiều lắm, tối đa là mẹ các cụ bác sĩ và các anh phụ huynh chuyện về lần chúng tôi xin phép được đi bắt đầu những từ phần lễ. Trước tiên là lễ thượng hương, mời những người nam nữ đi qua cùng các con cầu thờ đi lên làm lễ. Rồi, có hai ly rượu đây đi em. Rồi ai cho quà cho tiền cứ lấy ra nha. Uống xong rồi
tiếp cho. Gửi bộ tặng tiếp. Rồi ok, ông 7 là 7 đâu. Rồi lấy hai đi gỗ đưa ông 7 là 7, ông bút gỗ đây đâu, bước ra ngoài luôn. Dậm đi gỗ tới đi em. Cho nhiêu ông Tư, cho nhiêu nói lên. Ông Tư 500. Ông Út 500 luôn. Rồi đây đây, 3 ngọt. Rồi nhận gỗ đi cô, nhận gỗ con đi. Bà Út phải không? Rồi bố nhận gỗ nè, chú gửi, giật máy luôn chú gửi ơi. Đi sáng cho vợ chú xíu em. Rồi giờ máy luôn nè, 2, 3. Rồi bố, uống đi bố. Bữa nay uống đâu uống bà bảy bà bảy uống bà bảy uống bà bảy uống bà bảy bà bảy uống 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 bà bảy bánh xèo, bánh xèo hả? Ông ngoại có ông ngoại không? Ông ngoại 1 triệu. Rồi đưa đó đi 8 triệu. Rồi 8 nhận đi gụ 1 triệu coi. Rồi nhận đi gụ 1 triệu 8 ơi, nhờ máng 8 ơi, ngước lên. Rồi cô dâu khỏi dưa em. Rồi ông 8 uống đi 8. Rồi 2 em còn ngồi đi, ngồi đi. Lấy 2 chung gụ đi em, đưa cho bà cái áo này luôn nè. Nè. Rồi chú gửi đưa cho bà Út nè. Rồi rồi kia nè. Rồi hai bà nhận gụ nè, nhận gụ nè, nhận gụ giờ máy nè, ngước lên nè, ngước lên nè, 2 3. Rồi uống xong rồi, uống đi chưa từ từ. Có nhiêu mà hai, 1 triệu đó mày. Rồi uống gụ đưa tiền luôn bà Út bà Sáu ơi. Nhiêu? 30 1 triệu kẹt ơi. Bà Út Nhung 1 triệu. Bà Út Nhung 1 triệu kẹt ơi. Rồi đưa tiền đây. Rồi có ghi tên chứ để vô. Rồi hai cô xây qua nhận cậu nè, sát vô, sát vô hai cô. Cái gì vậy? Nó bay đó, xe nó bay rồi, nó chuyển qua. Hai em đứng dưới giữa giùm anh, hai em đứng dưới giữa giùm anh, hai cô đứng hai bên. Linh tử. Chưa chưa, từ từ các bạn, từ từ các bạn, từ từ, từ từ, từ từ. Chị đã đứng chung, đừng đứng riêng em. Rồi hai em xây qua đưa rượu hai cô nè, đó, hai cô nhận rượu giờ cái máy nè, cô ơi, tháo cô trang xuống không cô? Tháo trang xuống cho đẹp không cô? Để thấy cô trang không biết cô ai nữa. Dạ đúng rồi, ok đẹp đó cô, đó đúng rồi. Rồi cô nhận vô giờ cái máy luôn nè cô, nhận rượu luôn. Rồi giờ cái máy cô chụp hình là cái niệm nè, cứ gửi giờ máy em cười tươi em ơi. Rồi ok. Rồi hai cô uống đi cô. Rồi hai cô bước vô, bên nội ngoại cũng vậy được hết. Đây là cô bác, cho nên là không có gì cầu gì được, không phải là hôm nay. Nè lấy hai rượu đi em, đứng hai bên đưa, quay qua đưa là được anh, đừng có nghiêng người vậy chứ. Hai cô chứ. Cô Tư nhiêu? Cô Tư 1 triệu rưỡi, thiệt ơi. Nè khoan từ từ, rồi cô nặng nhiêu? Cô 6 triệu rưỡi luôn phải không? Rồi nhận đi rượu cô Sáu ơi, Khang đưa rượu Khang. Rồi giờ máy nè, cô Sáu Tư nè, 2, 3. Rồi hai cô uống rượu xong. Rồi hai cô xong bước ra ngoài luôn. Rồi hai người bước tiếp tục, bước hai bên, ngừng bên. Hai người bước vô. Bắt 2, bắt 3 nè. Rồi bắt 2, bắt 3 đâu, bước vô. Bắt 3, bắt 2 đâu, bước vô. Đây đây chút chú gửi, ở ông đầu này đó. Bắt vô rồi mất. Rồi máy lúc này 2, 3. Rồi uống đi cô. Rồi cô cho tiền phải lên, nó lớn lên, cô ăn ai nha. Bắt 2 triệu. Rồi hai người tiếp tục bước vô. Đi ba tư đâu bước vô coi. Uống rượu đi, uống
rượu đi, cho thằng Trang uống rượu nè, cho thằng Trang này uống rượu, nhận rượu nè. Nhận rượu chụp hình chú Cưng ơi, nhận rượu chụp hình luôn. Chụp hình, nhận rượu chụp hình luôn, cô nhận rượu chụp hình luôn. Rồi lúc nào giờ máy lúc nào, 2, 3. Rồi hai cô nhiêu? Uống luôn, uống rượu đi, vừa cho tiền. Bao nhiêu? Triệu Kiều ơi, ba là thứ mấy? Rồi, tư triệu. Ba tư. Rồi ba triệu luôn phải gì? Rồi, cái ngựa triệu. Rồi hai cô xong, hai người bước vô. Chú Năm, thứ Năm nhận cháu 1 triệu. Rồi thứ Năm, Năm nhận hai ly rượu nè. Giờ cái máy luôn, dịnh rượu vô. À đưa đi, đưa đi, đưa đưa đưa, ai cũng được hết. Rồi, giờ máy luôn nè, rồi giờ máy luôn cô Châu ơi. Rồi, 2, 3. Rồi, thứ Năm uống luôn. 5 triệu đi chưa. Rồi, còn ai bước vô luôn nè, nhanh lên nè. Chị đâu, chị bước vô. Rồi hai chị bước vô hai bên, ngựa bên. Rồi ngựa bên nè, bên kia mới ngựa qua ngựa đây. Còn gì qua bên chú gãy đi. Qua chú gãy nè. Qua chú gãy ngựa nè. Ok, rồi nhận rượu. Vợ máy luôn chị ơi, vợ máy luôn. Bốn người mình đứng sát vô xíu đi. Đứng sát vô xíu đi. Sát vô, bốn người đứng sát vô. Vợ máy cho mình nè. Cô dâu ngước thẳng người lên em ơi. Ừ. Rồi uống rượu đi chị. Trang đó. Rồi cho nhiêu tiền nó lớn lên cho cái gì luôn. Tiền của chị Hai nè. Ờ chị Hai có tiền. Của ông Ba gửi nè. Rồi ai không có tiền cứ nó lớn lên. Rồi chị Ba cho 5 triệu. Rồi 5 triệu chị Ba. Chị Ba 5 triệu uống liền rượu uống xíu chị Ba. Rồi tiếp tục còn ai bước vô luôn nè. Khang Tiến rồi. Rồi chị Út nè. Chị Út bước vô, hai người bước ra ngưỡng bên. Qua đây em, qua đây. Rồi nhận rượu trước đi. Nhận rượu giờ máy đâu rồi, đứng sát vô, đứng sát vô. Ừ đúng rồi, 2, 3. Rồi uống rượu cho quà. Chưa uống rượu rồi tiền thấy không? Rồi gì? Có tiền để cho nó luôn. Rồi tiền nhiêu? Chị Ba màu kiểu. Chị Ba Trang. Chị Ba Trang. Rồi còn ai nữa không? Bước vô. Mày cho tới chiều đúng được đó, Khang ai có tiền mà. Rồi đứng sát vô. Thôi giờ tốt cho 1 triệu. Rồi nhận ly rượu 1 triệu coi. Đứng sát vô, đứng sát vô, cậu đứng sát vô cô dâu gửi cho xíu. Rồi giờ cái máy luôn nè, 2, 3 tươi. Rồi uống ly rượu 1 triệu coi. Ngon không? Cẩn quá. Rồi còn ai nữa không? Ly rượu 1 triệu, ly rượu 1 triệu uống vô. Rồi hết rồi, tiếp tục chú ơi. Rồi cho hai sáng, lấy hai sáng đi chú ơi. Cho mang luôn. Má bà chế mà. Rồi tiếp theo đây là phần cha mẹ. Chú gửi đưa ba này cho dâu, đưa ba này đứng sát vô, hai đứa đứng sát vô, đứng sát vô chính giữa, đứng sát vô chính giữa. À, rồi đưa tay tới, rồi hai mẹ đứng chờ xích tới trước mẹ. Mẹ ơi, chờ xích tới xíu, đúng rồi, ok, rồi giờ cái máy luôn ba ơi. Rồi hai ba. Rồi hai ba đụng đi cái hai ba ơi. Rồi dâu gửi bông tay giờ máy anh em ơi. Từ từ nè, đụng đi từ từ nè, đụng cái nữa nè. Hai ba. Vô, rồi. Quá trời ơi, cho nó ly nước thôi thôi nó xỉu. Rồi có hãy đi rượu đầy luôn em ơi. Hai mẹ trong nặng đó em. Đầy đầy đi ba phải uống rượu. Phải. Rồi hai em đưa hai mẹ luôn. Rồi hai mẹ nhận một tay thôi, bước lên. Đúng rồi. À, rồi giờ cái máy luôn nè, nhà hai bà xưa ơi, hai ba. Rồi hai ba, hai bà đụng đi cho hai ông nãy coi, cho gãy bông tay giờ máy nè. Ừ, đúng rồi. Rồi. Inside my heart, I'm all alone. The rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Oh yeah. And all my life, I'm holding on forever.
searching for a love that seems so far. So gia đình ban nguyên họ cùng toàn thể quý vị và các bạn kính mến, lời nói đầu tiên cho phép Tiến Định xin thay mặt những người thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng kỳ tự nhiên Úc Hòa đến từ An Thạnh Trung, Chợ Mới, An Giang xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến ban nguyên họ cùng toàn thể quý vị các bạn, lời chào trân trọng yêu thương và nồng nhiệt nhất. Quý vị và các bạn yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất không thể thiếu nhau trong cuộc sống của đôi lứa mà Thượng Đế đã ban tặng dành cho người chúng ta. Vì thế cho mọi chúng ta ai cũng ước mơ cho mình có một tình yêu đẹp, một tình yêu son sắc thủy chung, một gia đình hạnh phúc và tương lai tốt đẹp nhất. Còn gì đẹp trên đời hơn thế, hạnh phúc nào mà khung cửa lứa đôi. Đúng là trăm hoa đua nở một ngày, không bằng một phút đợi chờ tình yêu. Hoa hồng đẹp bài màu hồng, tình ta đẹp bởi tấm lòng thủy chung. Trăm năm chọn lấy một ngày chọn lấy một giờ, giờ đẹp nhất là ngày hôm nay. Kính thưa quý vị các bạn, câu ca dao người ta thường nói miếng cao miếng trầu là đầu câu chuyện về việc định bờ gả chồng. Đó là bộ phận trách nhiệm làm cha và làm mẹ. Cha mẹ là quê hương, là dòng sữa ngọt che chở cho đàn con thân yêu và được khôn lớn và trưởng thành để có ngày hạnh phúc mỹ mãn như ngày lễ thành hôn hôm nay. Và bây giờ xin mời các bạn hãy dành điện tràng vỗ tay để chào đón gặp gỡ ông bà đại diện nam chú hôn, đôi song thân của chú đệ Nhị Khang. Xin được đọc cái bài sự diện của ông Hồ Văn Trúng và bà Nguyễn Thị Thu Trang đến từ An Định, An Định Trung, Chợ Mới, An Giang. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Xin mời ông bà lấy cái chai nước ra giùm mấy em. Rồi chị đứng đó rồi. Và tiếp theo xin được đọc kính mời quý vị các bạn, chúng ta hãy dành tiền tràng vỗ tay thật lớn, thật to, thật rộn ràng đến mừng tiệc cưới lễ thành hôn hôm nay để chào đón gặp gỡ ông bà đại diện nữ chú hôn, đôi song tăng của cô dâu Ngọc Mai. Xin được đọc kính mời sự diện của ông Đặng Hồng Phùng và bà Đặng Thị Loan đến từ Phú Hòa 2, Bình Hòa, Châu Phú, An Giang. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Và tiếp theo xin được kính mời quý vị các bạn, chúng ta chờ đợi từ mấy lâu nay và kiếm ngưỡng và nhìn lại trang phục lộng lẫy với chú rể Nhị Khang và cô dâu Ngọc Mai và chuẩn bị sang lễ đài hạnh phúc của tình yêu. Và bây giờ xin mời các bạn hãy dành điện tràng vỗ tay kế tiếp cùng MC Thế Định hãy chào đón gặp gỡ Đăng Lan và Đăng Nghi Văn. Xin được đọc kính mời sự hiện diện của chú rể Hồ Nhị Khang và cô dâu Đặng Ngọc Mai. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Chúc mừng các đồng tình hạnh phúc mừng ngày trai gái gặp nhau. Ngày hôm nay Long Phượng Hòa Minh Ngọc Mai Nhị Khang là con một nhà. Thôi để chụp hình lưu niệm. Tắt máy đèn đẹp lên. Nhà Nhị Khang khách nhà đây con. Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn, hôm nay là một ngày vui nhất của gia đình hai họ. Điều quan trọng đó là ngày hạnh phúc trọng đại của Nhị Khang và Ngọc Mai. Và giờ đây được đứng bên nhau và tay trong tay, bà nở nụ cười trên môi là bà vai nương tựa như thanh mai trúc mã tình vợ nghĩa chồng. Dạ má cơ. Và bên nhận dâu và bên nhận rể bà được đứng sân khấu xin sản tháo về anh ơi. Và con lời nhà các con cho phép quyết định xin thay mặt gia đình của ông Hồ Quang Trúng và bà Nguyễn Thị Thu Trang cũng như ông Đặng Hồng Hùng và bà Trần Thị Loan cũng như chú rể Hồ Nhị Khang và cô dâu Đặng Ngọc Mai xin gửi lời chào mừng và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và các bạn. Lời chào mừng chân thành tri ân và nồng nhiệt nhất. Vỗ tay lên quý vị ơi, cùng em xin đến đỉnh à, rất vui, xin cảm ơn quý vị. Quý vị và các bạn, chú rể Nhị Khang và cô dâu Ngọc Mai, bà được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ, sự yêu mến tình cảm của cha. Trong hai gia đình, bà chính đôi song thân là người đã dạy công xây đắp cho tình yêu đăm hoa, kết trái hướng đến cuộc hôn nhân gia đình hạnh phúc. Mừng cho hạnh phúc lứa đôi, mừng cho đôi bạn kết tình trăm năm. Hôm nay đến vợ nghĩa chồng, nguyện lòng chung thủy trọn đời bên nhau. Và bây giờ xin mời chú rể Nhị Khang và cô dâu Ngọc Mai hai em bước qua bàn tháp liên để rót chai rượu đầu tiên. Chúng mắt nha Khang, Khang. Dặn cái nha, dặn cái. Kêu bắn cái bên không? Em đang dặn ra rồi anh ấy. Tại vì di chuyển ông anh hơi khó là chụp hình hơi phức nha. Hai em đứng sát vô cái tháp ly đâu có sao đâu. Mặc đồ đỏ thì đụng chắc cũng đỏ. Dòng xăm ban tương trào cửa miệng như bắt đầu câu chuyện tình yêu.
Mình bên nhau từ buổi hôm nào, theo ngày tháng tình anh mấy nọ. Trời xanh ban và cái màu hồng mãi xanh, theo năm tháng tình muôn màu thương nhớ. Hôm nay bạn bè náo nức nhằn tình mình kết thúc tình đôi. Bao nhiêu người dù ở xa xôi cũng chấp thiết về đây chứng kiến. Tay trong tay sự đồng thấm đường, tay bốn vàng bay lượn nhằn mai. Đã chờ đón một ngày nắng đẹp, hôn nhân mình ai đã chấp thành thơ. Hạnh phúc đang mơ ngọ đón chờ, chúc mấy bạn bây giờ sẽ mãi mãi yêu thương nhau trọn đời hạnh phúc. Rồi bắn lên. Vừa dặn vừa nếp ra, vừa dặn nếp ra. Rồi bắn lên. Ai, quá đẹp. Miếng trầu như nghĩa phu thê. Mẹ cha nó định em về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh. Giờ đây Ngọc Mai, Nhị Khang đã nên vợ chồng. Rồi ok. Anh về chú cách sầm cao. Hai đứa chồng nhau với ai, hai đứa chồng nhau với ai. Để em chồng ghé với chầu một bên. Mát xem chầu đỏ lớn lên trong đi ra trái. Thì các bạn để tỏ lòng báo hiếu công lao nuôi dưỡng sanh thành cha và mẹ thiết định phúc đền, mời Ngọc Mai và Vĩ Khang hai em nâng ly rượu tình rượu hiếu đến với cha mẹ cả hai. À, xin mời anh chị Năm tất ga cho hai con với tiếng giữa dân rượu ạ. À. Nhận một tay. Rồi, giờ cái máy luôn nè. Hai tay đang dán rượu đầy dân đến cha mẹ để tỏ lòng biết ơn, rượu nồng cho đến mẹ cha, chúc cho cha mẹ sống đời bên con. Cha mẹ ơi, hãy nhận con ly rượu này chính thức hôm nay. Ngọc Mai là một chàng trai cho gia đình. Xin mời Vĩ Khang đưa cho cha vợ, còn Ngọc Mai đưa cho mẹ. Sáng vô chào ơi, sáng vô xe lưng em. Để bóng hoa trên bàn đi cô. Lấy giùm anh hả? Hồn chạy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho trọng chữ hiếu, mới là đạo con. Kính quý Phan Phan, anh chị Phan. Rồi xin mời cô dâu và chú rể nhận hai ly ạ. Các bạn về đây, xin mời quý vị các bạn chúng ta có ly bia và ly trà đá góp cho thật đầy, năng cho thật cao để cùng uống rượu cha bơi với đại gia đình chúng tôi. Một chiếc quý tiền thật bạc, hai chiếc gia đình hai họ giao thảo gợi hiền, ba chiếc quý dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, bốn chiếc quý tiền thành công rực rỡ. Và bây giờ xin mời năng ly ạ. Một, hai, ba, vô. Chủ này sẽ hãy bốn đi tình chồng với vợ chọn đời bên nhau. Gió ta đây quý vị ơi. Yeah. Xin cảm ơn. Những cảm tưởng của anh Năm cũng là cha của chú rể để có lời nói đến tất cả quý vị các bạn hôm nay. Lời nói chân thật, tấm lòng của chú hôn. Xin mời anh Năm, xin mời các bạn cho đại diện nhà trai một tràng vỗ tay đi quý vị. Rồi, xin cảm ơn, xin mời anh. Dạ, xin trân trọng kính chào tất cả các vị khách quý ngày hôm nay. Một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Dạ, kính thưa với các vị khách quý, hôm nay là ngày 19 tháng Giêng âm lịch năm 2022. Là ngày vui nhất của gia đình chúng tôi và cũng là ngày trọng đại nhất của cháu Khang là con của gia đình chúng tôi. Và đó là ngày lễ thành hôn. Hồ Vĩ Khang và Đặng Ngọc Mai. Thì hôm nay các vị khách quý cũng không phụ lời mời của gia đình mà đến đây để chung vui. Và đó cũng là một niềm vinh dự lớn nhất đối với gia đình của chúng tôi. Thì chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, thì xin kính chúc cho các vị khách quý ngày hôm nay có một buổi tiệc thật là ngon miệng. Và một lần nữa thì năm mới nhân dịp xuân về thì xin kính chúc cho tất cả các vị quý ngày hôm nay được dồi dào sức khỏe, thì dạng sự thì như ý, làm ăn thì phát tài. Và xin trân trọng kính chào. Xin mời cha của cô dâu có lời gì phát biểu cảm tưởng với ông xui mình không ạ? Hả? Dạ dạ. Kính thưa quý vị các bạn, chúng ta vừa thưởng thức lời nói và cảm tưởng phát biểu tấm lòng chân thật của anh Năm cũng là đại diện Năm Chiếu Hôn đem đến tất cả quý vị các bạn hôm nay. Và xin cảm ơn những tràng vỗ tay dồn dồn đèn và dồn giả. Và bây giờ xin mời trân trọng kính mời ông Hồ Văn Trúng và cũng như ông Đặng Hồng Phùng, hai ông cùng bắt tay nhau sự đoàn kết keo sơn bền lâu tình vui gia. Anh Năm bước qua đời nhiều, ông xuôi xuống không anh Năm? Kè ông xuống đây, tội nghiệp không?
ông xương trai kìa, ông xương gái đi coi. Và tiếp theo xin được kính mời bà Nguyễn Thị Thu Trang cũng như bà Trần Thị Loan, hai bà cùng bắt tay nhau, không chỉ bắt tay hôm nay mà chúng ta vui vơ chờ đợi năm sau có một thành viên mới và tràn ngập tiếng cười, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Và bây giờ xin mời Dĩ Khang và cô Châu Ngọc Mai hai em bước qua chiếc bánh kem, các bánh kem hương vị nồng nàn của tình yêu, bánh ngọt, bánh tình, bánh tròn với dòng xây trái đất, quay cả bạn vòng hai đứa mới gặp nhau, trao cái thứ kết nghĩa trầu cao là mình chính trong ngày hạnh phúc, tay chân tay cùng nhau cắt bánh mong hoàn tròn của mặt đất tình yêu. Bánh kem đẹp đôi đất tiên ngày cưới không chỉ hôm nay mà tốt cả cuộc đời. Cảm ơn quý vị và các bạn vừa theo dõi hai tiếng một vừa qua. Rồi xin mời Dĩ Khang, em muốn một miếng, Ngọc Mai em muốn một miếng. Hai đứa đút cho nhau bánh ngọt, bánh tình, bánh yêu thương. Một ngày trọn đại, một ngày hạnh phúc là ngày vinh quang của hai em. Muốn một bánh nào cũng được, hai cái bánh đó của hai em đó. Rồi giờ hai đứa nhìn nhau và đút cho nhau nha, cười lên. Rồi chụp hình đi mấy ông. Hai chụp hình ông nào cũng bự chứ, MC nó cũng bự bự nữa. Rồi xin mời em tiến về chính giữa. Các bạn nghĩ rằng hôm nay hai con tim Dĩ Khang cũng như Ngọc Mai hòa đập cùng nhau và trao cho nhau những lời yêu thương tha thiết. Anh bên em nồng nàn say đắm, em bên anh đầm thắm dịu dàng, ta bên nhau trọn đời mãi mãi. Cuộc đời này Dĩ Khang, Ngọc Mai sẽ thuộc về nhau. Thuộc về nhau thì không chờ chờ gì nữa, thuộc về nhau thì sẽ dành nụ hôn cho nhau. Và trước khi Ngọc Mai và Dĩ Khang hôn nhau, xin mời các bạn cho một tràng vỗ tay để kích lệ tinh thần cho cô dâu và chú rể. Chưa nha. Kính thưa quý vị, các bạn có câu hôn tráng thì hai trai bốn gái, hôn má thì bốn gái hai trai, hôn môi thì một trai một gái, cho hỏi Dĩ Khang và Ngọc Mai hôn đâu? Dạ hôn môi. À Dĩ Khang nó khôn nè, hôn môi một trai một gái, nhẹ lo măng la gai nuôi hai đứa con. Kính thưa quý vị, các bạn trước khi cô dâu và chú rể hôn nhau có câu như thế: ngày xưa anh nói yêu em, hôn em một cái thỏa lòng ước mong, em đây dịu dàng tình anh, hôn anh một cái trọn đời bên nhau. Và bây giờ xin mời Ngọc Mai sẵn sàng, chú rể Dĩ Khang chuẩn bị 1 2 3 hôn. 4 5 6 7 8 9 10 buông. Rồi hai ông chụp hình cho chị kỹ nha. Tiếp một bài là im lắm á. Mình ta năm nay xuống xe vui hơn mà, nhà nhà đều lo bánh trái mức
Tết như màn lọc đầy khắp sân, lâng lâng trong lòng nộn não. Không có lo chi rồi gì đâu có chi buồn lo, sao thấy em buồn xo, xin đang sang đắng đôi thì nhiều. Dành cho nhau vài câu chúc Tết mãi này thật ấm êm, hạnh phúc sướng vui bình an. Trên bước đường dài như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù gian khó dù mưa gió ta cũng đón ngày mai, ta thường nghe sau cơn mưa là chia sẻ nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau. Alo em ơi, anh đang lấy xe chuẩn bị ra về. Mười tới mười một sau lưng muốn kể về em ngày dài ghê. Công trường nắng gió bước bọn làm anh mỏi như cả đôi vai. Những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Này anh, hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn. Buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi hôm nay anh về muộn đang vội đến phòng thu. Bản tin thời sự và mixtape vẫn còn đang ngơ ngủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà. Cuối tuần vẫn bị hoát hò chẳng cùng em được chuyện gần xa. Thêm ngày lo viết câu hát về người ta tự hơi bao đầu. Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì như tháng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì như tối em thức muốn nhịn đói chưa cơm. Anh rất yêu em và con bài này anh xin viết tặng hai mẹ con giàu. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui.